Sáng ngày hôm nay, ngày 23 tháng 8, ngay tại Sài Gòn đang thực hiện cái lệnh giãn cách triệt để, yêu cầu tất cả người dân ai ở đâu thì ở yên ở đó. Và đây là một trong những cái cung đường quen thuộc mà hàng ngày tụi mình đi phát cơm và không một bóng người. Và tất cả những người vô gia cư thì hiện giờ cũng không còn xuất hiện ở trên mặt đường giống như bình thường nữa. Mình cũng không hiểu là bà con đi đâu, nhưng mà bình thường thì ở cái trục đường này khá là đông đúc. Ở đây là một trạm xe buýt nằm ngay tại trục đường Châu Văn Liêm mà hàng ngày tụi mình dành khoảng 6 hộp cơm cho ba chú vô gia cư. Ngày hôm nay thì ba chú vẫn đang ngóng chờ những cái phần cơm của tụi mình. Tuy nhiên thì hiện giờ dịch bệnh cho nên là tụi mình đã ngưng nấu cơm và nguồn thực phẩm thì không mua được. Việc ra đường thì phải khó khăn và có khá nhiều giấy tờ. Cho nên là bây giờ rất khó nha mọi người, tạm thời là ngưng 1-2 ngày. Anh trai này là người mà hàng ngày hay nhận cơm với mình á, là một trong những người vô gia cư mà ở khu Chợ Lớn này. Nhưng mà sáng nay thì tình hình dịch bệnh á đang căng thẳng, sáng nay ra đường rất khó. Cho nên là tụi em tạm ngưng nấu cơm 1 ngày. Không biết là bây giờ nếu mà tụi em tạm ngưng vài ngày thì mọi người sống sao? Anh trước giờ em cho cơm anh thì em biết không biết tên anh là tên gì ta? Anh Tâm. Anh Tâm hả? Quê mình ở đâu? Sóc Trăng. Rồi sao mình không về quê? Về không được. Chơi về. Tối ngủ ngoài à? Tối ngủ bên ngoài thôi hả bạn? Không cho về hả? Thôi ngồi xuống cho chuyện đi. Em thấy xe anh, hành lý của anh là có mì gói này. Rồi đồ gì nữa? Lấy cho em coi thử đi. Mì gói, sữa, bánh. Rồi ví dụ như ngày mai tụi em không nấu cơm được thì sao? Em bị gói đỡ hả? Rồi hôm nay mọi người vô gia cư ở đâu hết rồi? Đoạn nào đâu? Cầu cầu Chà Già hả? Cầu á. Có bánh ngọt nè, ăn lót bụng nè. Rồi giờ mình đi bộ tính đi đâu? Ôm ăn cái lũi. Khổ dữ vậy ta? Tại vì em không bán thôi, khổ mà. Bây giờ là 2 tuần giãn cách rồi, đâu có được ra đường. Mua sắm rồi được không? Không luôn. Mấy cái hũ kia lại cho mà tích lũy nhiều dữ vậy? Cá lòi. Cá lòi đó, nó uống nước á, chảy nổi ra. Ở trước dịch là anh làm nghề gì? Bán cơm. Bán cơm. Rồi sao đợt trước khi bùng dịch thì sao không về quê đi? Tại vì nó mới báo trước. Tại vì tôi còn làm á, còn bán em về. Thôi là nợ nó không cho về. Có ba năm nãy rồi ba rửa tháng, nó cho ăn ngủ. Thôi là nó mới là nó luôn rất nổi rồi, nó mới ngủ ra. Bây giờ nó ba người thôi. Hai vợ chồng với một đứa con. Vậy là được ngủ 3 người thôi. Tụi em bây giờ dịch vậy là tụi em không thoát qua được, rồi cũng không nấu cơm được. Em không muốn bán thôi, để bao bánh rồi. Ráng cầm cự vài ngày nha, để ổn rồi nấu cơm. Em thấy là mấy một số địa phương khác thì họ có thu gom những người vô gia cư. Thì nếu như mà chính quyền mà thu gom anh đi về cái khu tập trung á, anh chịu không? Sao vậy? Ngủ ngoài đường thoải mái hơn hả? Tại vì có hôn mang á, đi bây giờ không đi rồi. Có hôn mang vô bây giờ không đi. Sao không đi? Vừa ba bên 200 ngàn. Là công an cho 200 ngàn. Rồi nói sao nữa? Nói gì để ai muốn lập công thì bây giờ đi. Ai muốn lập công thì cho được 200 ngàn. Sao mình không đi? Ba mẹ anh còn không? Rồi ba mẹ trước giờ có thấy hình ảnh của anh không? Ở trên Sài Gòn vậy không? Hồi trước dịch là anh phụ bán cơm ở đâu? Phú Lợi. Năm quận nào? Cầu Tẩm. Cầu Tẩm hả?
Rồi, rồi sinh hoạt vậy là tối ngủ sao đâu? Mưa to lắm. Ngủ hết một con, ở trong nhà người ta. Hết mưa người ta ngủ. Còn tắm rửa? Tắm rửa thì 107 10 ngày có tiền đi tắm 10 ngày. 10 ngày tắm lần. Tập đồ 10 ngày nữa 20. Còn ba lô là quần áo thôi. Rồi ngủ ở đường vậy có bị trấn lột đâu gì không? Là mất 4 triệu mấy luôn. Tại vì mình bỏ túi đâu, biết tự trong túi có tiền á, cái lấy. Rồi sáng giờ ăn sáng gì chưa? Ăn uống gì chưa? Uống mì. Ăn bánh mì, rồi còn mì gói đâu có nước đâu mà nấu. Ăn sống hả? Đây là trước giờ là mọi người cho. Tụi em thì cơm tụi em nấu cho anh ăn ngon không? Anh thích ăn cơm gì nhất? Nhưng mà thích ăn món gì để em biết ngỡ em tập trung nấu. Gà kho cũng được, gà kho rồi tâm gà kho với thịt kho trứng cái nào ngon hơn? Cái ổng ngon hết trơn. Hả? Anh em bán công em ăn cũng ngon hết trơn. Anh em bà con là còn không? Còn luôn. Nhìn tội dữ ta. Ai em bấm mua điện thoại không? Đúng rồi, em mua điện thoại tâm mẹ nội cho tâm mẹ tâm mẹ mẹ thấy mà nói. Anh nói gì em nghe không rõ. Em muốn mua điện thoại chứ mà em có điện thoại nội cho mẹ là mẹ thấy mà mẹ khóc. Không dám gọi hả? Anh có số điện thoại ba mẹ không để em gọi em chia sẻ cho ba mẹ yên lòng. Bà khóc hả? Hôm nay con liên lạc với mẹ không? Mượn điện thoại người khác gọi hả? Nhìn tội dữ vậy ta. Còn anh em đâu còn không? Em thấy hình như anh có 3-4 bộ đồ gì đó. Rồi giặt vũ đồ làm sao? Bây giờ 3-4 mạng mới đặt không? Có khẩu trang nữa nè. Chắc là mọi người đi phát quà mọi người cho anh luôn đúng không? Rồi gom vậy cứ đi đâu cũng mang theo vậy. Ăn khi nào hết rồi thôi. Này anh nghĩ là sống được bao nhiêu ngày? Thôi thì hôm nay thì em đi khảo sát có thử là tình hình ở đây như thế nào để biết ngỏ về em nấu cơm rồi chuẩn bị cho bà con người vô gia cư. Thì bắt gặp anh là một trong những người mà tụi em rất quý. Mỗi lần phát cơm thì anh không có cái hành vi như những cô chú khác đó là giành giật cơm, rất là quý. Bây giờ dịch thì tụi em cũng bức bí lắm, rất khó. Hôm nay nghỉ nấu cơm một ngày nhưng mà cảm giác khó chịu. Thì bây giờ vậy, anh cố gắng, mỗi ngày em sẽ đi khảo sát, anh cần gì cứ nói cho em mua giùm cho. Cô giùm thử bà con xung quanh này cần gì cứ nói giùm em nha. Còn bây giờ tí nữa em gửi anh ít tiền, còn em quay clip này mà gửi tiền lên thì người ta thấy mấy người vô gia cư họ coi được á, họ thấy thì họ lấy anh. Thì em xin cái đoạn đó em không quay. Thì cố gắng qua dịch rồi về quê rồi ổn định nha, chăm sóc mẹ già. Lỡ như mà mẹ xem được hình ảnh này thì mẹ... anh có muốn nhắn gì cho mẹ anh không? Sợ mẹ hả? Sợ mẹ biết hả? Nhưng mà anh sống ở vỉa hè như thế này được bao lâu rồi? Mấy tháng rồi? 3 tháng mấy rồi? 3 tháng mấy thấy cái cuộc sống của mình ở vỉa hè tình cảm với mọi người xung quanh như thế nào? Tới là mẹ có ăn là mỡ có ăn lỗi vài lần.
có buổi 3-4 lần á, tối. Buổi tối hả? Ngủ mới được không? Còn ngày nó buổi nó chạy rồi, chạy 3-4 lần. Còn cái việc những người xung quanh á, những cái người mà cũng vô gia cư nhanh, anh thấy ai mà anh ấn tượng nhất không? Thấy ai tội không? Không, mấy ai thôi kiếm chỗ nào rồi nghỉ ngơi nha. Em xin phép về nhà để em chuẩn bị đồ đạc, rồi nếu được thì em ngày mai em nấu cơm, còn không được thì chắc chịu thua luôn, bây giờ tình hình căng quá.